Cơm 2000 là một hình thức mà bọn em được học tập và nhân rộng và muốn đưa về với thị xã của tỉnh Quảng Trị mình ạ. Và bọn em sẽ tổ chức hai lần một trong vòng một tháng vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng ạ. Là về mặt kinh phí thì lên đâu bọn em tổ chức thì phải dựa vào cái nguồn bọn em từ vận động, tức là các thành viên diễn đàn, các sinh viên, học sinh ở trên toàn quốc. Còn về phía doanh nghiệp thì gần đây cũng có một số đơn vị tài trợ, nhưng mà tài trợ nhỏ lẻ thì hiện tại bọn em rất khó khăn về mặt kinh phí, nên cần sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, các công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các tấm lòng hảo tâm đến khắp đất nước để mà nhân rộng cơm 2000 lên và là tổ chức đều đặn hơn.